trong em anh là gì? Câu trả lời anh nhận lại trong giây phút chia hai. Vậy là bấy lâu nay anh là người thế phải. Anh muốn hỏi thêm một câu nữa thôi, là chia tay anh em đến với người mới, hay chỉ là quay ngược lại nơi em đã buông ra, nơi mà em ra như chưa từng phải ghé qua. Anh yêu em thật đấy, yêu hết cuộc đời này. Những anh nhận lấy đau thương và đổi thay, cố chấp nhận hết nén đau thương anh đợi. Chỉ mong em thương anh một chút thôi. Nếu em đi thì xin cho anh theo vai. Anh muốn bên em đến hết tận cuộc đời. Đến nơi đâu bình yên đẩy bàn tay anh đưa lối. Có khó không em hay đã thương anh rồi. Anh muốn hỏi thêm một câu nữa thôi, là chia tay anh em để với người mới, hay chỉ là quay ngược lại nơi em đã buông ra, nơi mà em dã như chưa từng phải ghé qua. Anh yêu em thật đấy, yêu hết cuộc đời này. Nhưng anh nhận lấy đau thương và đổi thay, cố chấp nhận hết nén đau thương anh đợi. Chỉ mong em thương anh một chút thôi. Nếu em đi thì xin cho anh theo vai. Anh muốn bên em đến hết tận cuộc đời. Đến nơi đâu bình yên đẩy bàn tay anh đưa lối. Có khó không em hay đã thương ai rồi? Yêu em thật đấy, yêu hết cuộc đời này. Những anh nhận lấy đau thương và đổi thay, cố chấp nhận hết nén đau thương anh đợi. Chỉ mong em thương anh một chút thôi. Nếu em đi thì xin cho anh theo vai. Anh muốn bên em đến hết tận cuộc đời. Đến nơi đâu bình yên đẩy bàn tay anh đưa lối. Có khó không em hay đã thương ai rồi? Em biết không em.